Hôm nay em tiếp tục về lô kèn Nga cho bác ạ. Ở trong này có 1, 2, 3, 4 mẫu lô kèn Nga cho bác. Với cái mức giá kèn Nga thì em đã giới thiệu trên kênh rất là nhiều rồi. Những đôi kèn này trung bình từ trên 8 triệu đến trên 10 triệu một mã. Thì bác thích model nào hoặc thích cái hình thức con nào thì bác gọi liên hệ với em gửi ảnh trực tiếp báo giá cho các bác cho nó dễ. Dòng này thì trung bình thấp nhất là nó trên 8 triệu đến trên 10 triệu một đôi. Kích thước chóa kèn này nó trên 40 và sâu nó gần 40 nữa. Còn những con củ kèn này nó toàn củ từ Anico thôi, phải to bằng bắp chân luôn. Dòng này em giới thiệu rất là nhiều rồi. Còn bác nào cần chi tiết thì liên hệ với em gửi chi tiết cho. Đấy, các bác liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình ấy. Đây là tất cả, đây là đều là kèn nhé. Củ kèn của Nga, của nước Nga đấy. Củ kèn nước Nga. Đây con này con chóa mặt trắng mặt phẳng. Trong tuần trước cách đây khoảng độ một tuần ấy, em có 4 đôi. 4 đôi thì trong đó có 2 đôi đen, 1 đôi ghi màu cong ấy. Thì dòng đấy em đã gửi chuyển hết cho các bác ở Sài Gòn hết rồi. Hôm nay về được một số mã này nữa thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Với củ trắng này, mặt trắng mặt phẳng phẳng ấy. Có nhiều bác thì lại không thích mặt mặt phẳng, bác lại thích mặt nó cong, loại cong. Còn trong chỗ này thì có cái đôi clip đầu tiên ấy, con củ đen ấy, cái chóa nó chỉ tầm hơn 20 thôi, nhưng con đấy lại củ to nhất. Còn đây cái củ đen này này, tuần trước em có về 2 đôi thì có một bác lấy tất rồi, bây giờ lại về được thêm 1 đôi nữa, thêm được 1 đôi nữa và màu ghi nữa. Đấy, vẫn là có nhu cầu thì liên hệ với em. Em cảm ơn ạ.